Trấn Thành tiết lộ chuyện bỏ chạy xô để đưa Harry Won về Hàn Quốc ăn Tết với bố ruột. Trấn Thành cho rằng năm 2020 là cái Tết vất vả nhất từ trước đến nay của Harry Won vì phải giúp anh chu toàn mọi thứ. Những ngày này Trấn Thành đang bận rộn trên sàn tập để chuẩn bị cho vở kịch Tết mang tên Lò Heo Quay. Nói về chuyện lo tập kịch Tết mà quên mất việc sắm sửa trang trí nhà cửa đón Tết, Trấn Thành xúc động gửi lời cảm ơn Harry Won vì đã giúp anh chu toàn mọi thứ. Trấn Thành khẳng định năm nay là cái Tết vất vả nhất từ trước đến giờ của Harry. Trấn Thành nói, tôi nhận được sự ủng hộ hết lòng của bà xã. Cuối năm, biết tôi bận và áp lực, muốn tôi có thể toàn tâm toàn ý, thử sức với đứa con tinh thần này. Harry xung phong lãnh trọn nhiệm vụ mua sắm đồ Tết. Chẳng phụ vợ được nhiều, thấy vợ một mình vất vả lo lắng mọi thứ mà vẫn rất chu toàn, tôi cảm động lắm. Vì vậy tôi hứa sẽ chỉ diễn từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, sau đó sẽ đền bù bằng cách cùng cô ấy và bạn bè thân thiết sang Hàn Quốc thăm gia đình và có một cái Tết riêng của chúng tôi. Bố của Harry Won có sức khỏe không tốt, ông hiện vẫn đang ở Hàn Quốc điều trị bệnh thận. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng Trấn Thành Harry Won đắt show hơn, thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh. Không chỉ Trấn Thành lấn sân sang điện ảnh thành công, ca sĩ gốc Hàn cũng nhẵn mặt trên màn ảnh nhỏ với vai trò MC. Lần này Trấn Thành thử sức ở lĩnh vực đạo diễn sân khấu kịch để trải nghiệm khám phá bản thân nhiều hơn nữa. Nói về việc làm đạo diễn vở kịch, Trấn Thành kể, thú thật tôi mất ăn mất ngủ vì vở kịch Tết. Thậm chí tôi còn quên luôn chuyện sắm Tết, muốn có một con heo quay ngon vào cuối năm, tôi đã chọn giống từ đầu năm. Bên cạnh các anh em bạn bè diễn ăn ý bao lâu với mình, tôi cũng đã thuyết phục được Sam và Tuấn Trần diễn sân khấu. Và đây cũng là lần đầu tiên diễn kịch của hai bạn ấy. Tôi phải cảm ơn bà xã Harry Won, Sam, Tuấn Trần cùng các anh chị em đồng nghiệp khác vì đã ủng hộ Trấn Thành hết mình.